Đây, cho những ai mới vào này, thứ nhất là các bạn khai báo này, lại nói lại này. Các bạn khai báo cho tôi ba cái đường link tỉnh tiếp này. Trong cái tập tin là gì? Ram config này. Đây là đăng ký này, đăng nhập này và đăng xuất này. Ba cái đường link này đều trỏ đến cái controller tên là gì? Khách hàng. Và mỗi cái controller như vậy ta sẽ đụng đến một cái gì? Một cái action này, được chưa? Và ta sẽ tạo controller khách hàng. Trong controller khách hàng này ta sẽ có ba action. Được chưa? Và ta add view cho ba controller này. Add view thứ nhất là đăng ký rồi đúng không? Vừa rồi add rồi. Thứ hai ta sẽ add view cho cái gì? Đã đăng ký chưa này? Đăng ký đây. Add view cho log gì? Login này. Login. Login add view. Add view. Rồi. Chú ý log out này không có. Log out này không có view đâu. Hiểu không? Tại vì khi nó chạy đến đó nó xử lý nó bung ra đâu. Không có view. Ta đang nói chuyện là hai cái này. Được chưa? Và để cho nó tường minh hơn thì các bạn có thể dùng cách là ở đây các bạn để cái này rõ ràng nó là view gì luôn. Cái này người ta gọi là tường minh hơn thôi ha. Đấy. Còn cái này thì chú ý không cần view. Thì sau này cái này nó sẽ xử lý chuyển hướng cao. Rồi. Vậy. Ta build lên. Đăng nhập. Đăng nhập thì các bạn chỉ cần là username và password đúng không? Đấy, username và password thôi. Và chú ý thì cái form đăng nhập thì ta làm ở trong này luôn. Chứ không có làm giống như trang quản trị nó ra một cái giao diện khác. Nhá. Thì ở đây tôi thiết kế nhanh đây. Cái này tôi thiết kế nhanh. Thì ta chỉ cần là tên đăng nhập và ý email. Rồi, cho nó nằm chính giữa cái này. Ta đây đổi lại là đăng nhí. Đăng nhập khách hàng. Cái này nói rõ luôn là khách hàng thôi. Deep, class, contact. Và đây tôi sẽ thực hiện cho nó nằm tọt cái giữa luôn. Các bạn có thể dùng deep, class, row. Nếu sau này chia cột thì các bạn chia cột. Tạm thời tôi sẽ lấy column 12. Column 12 là một đó luôn. Và tôi deep class con xin lỗi, đây là form gì? Form group. Trong form group thì tôi có một cái nhạc này, đúng không? Và đây tôi đặt lại, nhớ là tên này ta nên để gì? Trong cái này ta nên để một cái thẻ H3 gì đó. Đăng nhập khách. Ok, ta trở lại đây, ra đây này. Chú ý các bạn có thể cho nó center, rồi các bạn có thể để những cái hình để thể hiện ra cái long đi, long đi và thiết kế nó mát mát để nó chỉ quan tâm đến cái nút nhập liệu thôi, được chưa? Rồi, bây giờ đây rất đơn giản, ta sẽ thiết kế cho nó là tên đăng nhập. Tên đăng nhập ở đây ta khi này để span class gì nhỉ, test gì, test đen rớt cho nó màu đỏ gì đó. Ở đây ta làm dấu gì, dấu sao. Ok ha. Đấy, và tiếp theo các bạn có thể cho đầm lên chút được. Rồi tiếp theo đây các bạn để cho to đây một cái deep class. Xin lỗi, không phải deep, input nhé. Input là ô để nhập liệu á. Name là username. Được chưa? Rồi ở đây các bạn để class cho nó là form control. Form control này là độ rộng 100% nhé. Được chưa? Và các bạn nên để cho nó gợi ý đăng nhập. Đây là tên đăng nhập hoặc email. Nhớ nếu như ta ghi thế này có nghĩa là sau này người ta có thể đăng nhập bằng gì? Email. Được chưa? Đó.
và các bạn thiết kế sao để cho nó cái khung này nó nằm vừa một cái khoảng nào đó, cần đứng xung quanh là các bạn bố trí những cái gì đó cho nó hợp lý. Chắc cái form đăng nhập mà các bạn chị trong này có một cái form không thì nó hay lắm đâu. Tương tự như vậy, các bạn copy cái này xuống tiếp thì các bạn để cho tôi thêm cái này là gì, mật chứ, mật khẩu, nhớ đó, đừng có để bắt cuột nhé, nhắc lại đó. Và ở đây cái cây này kiểu của nó này, các bạn nên để kiểu của nó test style, các bạn để cho nó là kiểu test. Nếu như các bạn ở đây mà để cái kiểu email á, cũng được, nhưng email thì các bạn nhập tên đăng nhập không được. Mà ở đây ta đã nói rõ luôn là gì, đăng nhập có thể là tên đăng nhập hoặc là ý email. Đúng ra chữ email này là phải để thế này mới đúng này. Đấy, tên đăng nhập hoặc là ý mail. Còn cái này là gì, mật khẩu. Ok, và đây ta cũng có kiểu của nó là gì. Cái này chú ý để làm gì, để khi mà ta gõ vào ở chỗ này này, ta gõ mật khẩu thì người ngồi đằng sau nhìn không gì không thấy được. Đấy, và hai cái này, và ở dưới ta sẽ có một cái nút ấn là đăng gì, đăng nhập. Ok, giờ này ta copy cái này xuống đăng nhập. Giờ ta hỏi các bạn tại sao tôi phải copy hai lần. Ai biết tại sao copy hai lần mà không phải một lần, hay là thấy thích, hay là quá tay? Ok, ở chỗ này tôi cần có một cái button này. Nhớ là input kiểu button được, nhưng kiểu button thì ai cần nó không có, không có đẹp. Các bạn, các bạn nên sử dụng cái này. Và nếu như sau này các bạn có icon, ví dụ ở đây các bạn đưa cái icon là login chẳng hạn, login. Đấy. Vậy các bạn có thể đưa một cái icon vào đó cho nó đẹp. Thì cây này mới dùng được icon nha. Đây. Tôi không có icon nào đẹp hết, tạm thôi tôi lấy đái một cái đi ha. Tôi chỉ nhắc là tôi dùng cái điều khiển này chỉ mục đích là để có icon đẹp thôi. Còn cái này là đăng ý. Đăng nhập. Ok, form ở đây. Class BTN, BTN Dendros nha. À, Dendros nguy hiểm quá. Okay. Success. Và ở đây nó có một cái loại outline success nhé. Là nó cái dạng này này, các bạn nhìn để ý này. Dạng này. Nó dạng này mà hơi hơi chuột vào nó bắt đầu nó mới gì? Nó màu. Còn ở dưới này thì các bạn xóa đi. Có nghĩa là để mà khi nào á nó bị lồi á. Nếu các bạn đăng nhập nó bị lồi, cái lồi nó phá ở đó. Nó có mấy cái cách để có lồi, mà đây có cả chung chung để vùng để có lồi. Okay. Đó là ghi ra một cái thông báo gì đó. Nhớ là các bạn làm mà các bạn sau này làm đăng nhập mà các bạn thấy là gì, mật khẩu mà không đúng thì báo là không đúng, tài khoản không tồn tại thì báo là không tồn tại, được chưa? Đấy, thì bạn phải có chỗ để báo. Và tất nhiên thành công thì ta thường là ít khi ta đứng ở đây. Thành công ta một là ta chuyển sang một cái màn hình thông báo, được chưa? Hai là ta sẽ if else cái form này. Chưa thành công thì nó đứng ở đây. Thành công rồi nó xuất hiện một cái form khác. Để làm gì? Để thông báo với người ta là đã làm thành gì? Thành công thôi. Đấy. Và cái này chú ý sau này mà form thì cái này phải là submit. Submit thì ở đây các bạn phải có một cái kiểu là gì? Submit. Đấy. Thì mới gửi dữ liệu đi được. Đấy. Rồi, do vậy ở đây ta đã có được cái form gì? Đăng nhập khách hàng. À, nhớ là ở đây có người gọi là lưu lại bắt cuộc thì các bạn bị hiểu khái niệm là lưu ở đâu. Đây. Nó có hai loại này, các bạn nhớ là các bạn tắt tình hiển đi, nó mất bắt cuộc thì cái đó gọi là không lưu bắt cuộc. Mà lưu bắt cuộc đó là các bạn tắt tình hiển đi, các bạn mở lại thì bản chất của cái gì là hình thức đăng nhập thôi. Đó.
hình thức đăng nhập có nghĩa là các bạn sử dụng cookie hay là session này, và các bạn thiết lập thời gian nó sẽ lưu là bao lâu, bao lâu từ mấy giây cho đến mấy phút cho đến mấy ngày, nó sẽ lưu mấy ngày. Nếu không sử dụng thì nó sẽ ao đi. Thì cái đó là hình thức thôi, nhưng đôi cái đó tôi thấy đôi vào không có đứa nào xử lý được hết, được có đâu. Và tất nhiên ở giới này ta nên ghi chú gì nữa thì đăng nhập như thế này. Vậy đăng ký, đăng ký thì ta sẽ tạo ra. Vậy đăng ký thì ta nhớ là ta cần lấy thông tin gì của khách hàng thì ta sẽ thực hiện tạo cái đó. Vậy để làm nhanh cho copy những cái thứ phía bên này sang phong đăng ký, và ở đây tôi gọi là đăng ký thành viên, đăng ký thành viên. Ok, ở đây ta thì ghi chữ là thông tin, thông tin đăng ký thành viên gì đó, nói chung là viết sao cho nó hợp lý là được. Chạy lại, và khi đăng ký thành viên thì ta nên tư duy xem là bạn có nên gom từ nhóm mà liên quan đến đăng nhập một chỗ, không tin cá nhân một chỗ không, hay là thích làm như thế nào thì làm. Ok, theo hiểu chữ thích thế nào thì làm. Và có những thứ là ta không cần, người ta không cần điền thông tin mà bạn cho, ví dụ địa chỉ người ta không cần, đúng không? Địa chỉ không phải là địa chỉ đấy. Tôi cho cần mua hàng, tôi chỉ đăng ký tài khoản này, khi người ta vào trong cái trang quản lý cá nhân, người ta có thể cập nhật địa chỉ. Hay là giả dạ, website của chúng ta cần có cái hình đại diện, đúng không? Xin lỗi, cái thành viên này có hình đại diện avatar, người ta có nên để người ta phải bắt buộc phải chọn hình đại diện lúc này. Vậy ở đây ta có nhu cầu muốn lấy cái gì của khách hàng đó, rồi sau đó có một tài khoản là đầy đủ những thông tin thì không có đâu nhé. Và những xuôi đến phần làm như vậy, chúng ta phải hiểu được là những cái thứ đó là cho phép đúng, cho phép đúng nghĩa là để chọn một gì được à. Vậy là đây ta sẽ điền theo cái nhóm thông tin cá nhân để đến thông tin đăng nhập hay là thông tin đăng nhập trước nhé. Thông tin cá nhân thì tôi chỉ cần lấy họ tên, giới tính, số điện thoại, email, tên đăng nhập, bắt buộc. Ok, vậy nếu như vậy ta nhớ là cái này khi thiết kế cái này mà người lập trình người ta nhìn vào cái này, người ta biết được là thông tin của khách hàng gồm có nhiều thông tin, nhưng mà ở đây là những thứ này là bắt buộc phải ghi. Rồi giờ ta sẽ điền này. Thứ nhất, tên đăng nhập, mật khẩu, và đây tôi ghi chữ xác nhận nhé. Mật khẩu. Ok. Và chỗ này nếu như đặt là đây là password thì đây password thì ở đây ta nên xử lý một cái tình huống để tên nó khác đi. 1, 2 hả? Ok. Tùy thế. Đấy. Tên đăng nhập ở phía trên ta đưa họ tên. Họ tên phía trên này. Hay là ta chia nhỏ khung ra nhỉ? Họ tên, số điện thoại, giới tính này, và cuối cùng cái nút này là gì, ta ghi chữ đăng nhé, đăng ký ha. Rồi, hợp lý chưa nhỉ? Nhớ là trình bày form cho nó đẹp nhé, đừng có làm như theo tôi nha.
bố trí thêm những cái icon biểu tượng hay là những cái quy định hay là gì đó. Mình nói rồi là đăng ký thì mình có cái sự gì chúng ta nên chia cổng ra để cái khung này nó vừa phải thôi, chứ đừng có để to cho bá được chúng ta không phải cái khung nó cao, ta để cho nó cái khung nó tầm tầm khoảng bên này thôi. Còn bên này ta ghi những quy định thành viên đăng ký không quyền được làm gì, làm gì đó cũng ok, và ta ghi chú là những cái thứ như là sâu xa thì để cái gì đó những cái hình này chứ không nên là để không thì con đăng ký chú ý như vậy, được chưa? Rồi họ tên, giới tính này thì không được dùng cái này đây này. Ok. Giới tính thì ta dùng cái gì? Một là ta chọn nam hoặc là gì? Nam nữ thôi. Mà chọn nam nữ thì nếu như mà chọn nam nữ thì ở đây ta sẽ sử dụng gì? Chọn không cho người ta nhập. Thì ở đây các bạn phải gì? Zoom key select option. Option. Ra. Select cái này là sai rồi. Đấy. Option. Đây nó ra đây. Rồi, option này nó có value. Trên này thì nó có class. Để cái này thì hơi dài. Tiếp tục name. Name. Giới gì? Giới tính. À, ta quy ước. Ví dụ ta quy ước một là gì? Nam. D không là nữ. Nhưng để cái này thì nó rất là nguy hiểm này. Khi thiết kế một cái giao diện để cái này các bạn để hiểu là rất nguy hiểm. Người ta không có làm gì hết mà người ta lỡ người ta ấn luôn lúc này là tiêu đề cái này. Vậy người ta thêm một cái mục tùy chọn ở trên. Đây, và người ta thêm một cái tùy chọn đây. Và tùy chọn này không có giá trị. Và đây là chọn gì? Tùy thôi. Nhưng nếu như làm thế này thì để thế này, nếu như người ta không có chọn thì nó lồi lên. Được chưa? Và ở đây các bạn có thể thiết lập key select. Cái này là khi chạy lên nó được chọn. À, nếu như ta không đưa cái thuộc tính này vào thì nó bật bình là cái đầu tiên nó sẽ hiện ra. Và cái này thì đứng thứ mấy cũng được. Đó. Đó về trường hợp này là chọn con số điện thoại này thì ta nên khống chế lại độ dài chẳng hạn, hay là tên đăng nhập, mật khẩu, email đâu rồi nhỉ? Hình như chưa có đúng không? Họ tên, giới tính, điện thoại, email, giới điện thoại đi. Ok. À, các bạn chú ý email nó có một cái kiểu là email nhá. Nếu sau này ai mà nhập không đúng mail là nó không qua đâu. À, do vậy cái này là ràng buộc ở gì, và đây là ta đặt là email. Đấy, xin không? À, lâu nhiều quá không tốt nhé. Chú ý tôi nói luôn là lâu nhiều quá không tốt nhé. Là vì khách hàng người ta muốn gửi những cái liên hệ cho mình mà bắt người ta nhập qua rồi không hai qua rồi không tin người ta không thích. Được chưa? Nó phải cách tốt nhất thì ta chỉ lấy ít. Và cái này không có, cái này là lời không phải là. Nếu chúng ta nói đến cái này thì các bạn lại hiểu cái vấn đề là các bạn hiểu người dùng. Đấy, các bạn là một người thôi. Có một ai đó. Hay là các bạn cũng làm một cái gì đó mà các bạn cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân.
cái thông tin cá nhân này các bạn phải ghi lại, cái hệ thống này nó có đảm bảo cái bảo mật thông tin cá nhân không? Được chưa? Do vậy người ta sẽ rất ngại nếu như đến đầy đủ cái thông tin của ta, và người ta có thể đến thông tin tầm bậy của ta. Vì nếu cái thông tin tầm bậy của ta chẳng xa ba, người ta có thể tạo một cách dễ dàng quá nhiều tài khoản nào và cung cấp nhiều thông tin quá, nó là gì? Đấy, nó dẫn đến cái việc là những người ta là không muốn, nó phải chắc chắn. À, tạm thời như vậy đi ha. Được chưa? Rồi, tiếp theo là tôi sẽ làm cho các bạn chức năng của người là ở đây, người ta sẽ thực hiện dò ý, dò hàng. Đầu tiên ta sẽ đi vào cái dò hàng đã, và đây tôi cũng đăng ký thêm một cái đường link nữa, đường link là dò ý, dò hàng. Dò hàng, ok. Và tôi đặt là dò hàng. Đấy, và đường link này là đường link dò hàng. Thì chú ý cái đường link này nó nằm đây. Đó. Và ta sẽ chạy đến dò hàng. Thì đây ta nên tạo ra một controller tên là dò ý, dò hàng riêng. Đấy. Và các bạn tạo thêm một controller là dò hàng nữa. Rộng ha. Và dò hàng. Và cái dò hàng này thì chú ý, tôi sẽ thực hiện chạy đến là index luôn thôi. Vậy ở đây là ta sẽ có cái index đây rồi. Các bạn add view cho cái thằng index này. Ok. Và cái dò hàng thì các bạn dò hàng thì tôi sẽ lấy đồ rồng 100% luôn. Copy cho nhanh, không biết có nhanh hơn không. Ok. Rồi. À, cái dò hàng thì các bạn là tôi muốn chia nó ra làm hai cột. Một bên là danh sách những cái sản phẩm mà tôi chọn cho dò hàng. Một bên là sẽ thể hiện tổng số gì, số tiền. Do vậy ở đây tôi sẽ chia theo tỷ lệ 84 đi, hoặc là 83. À, xin lỗi. Deep, Class, Column, MD. Và ở đây tôi chọn nó ở dạng 8. Còn phía bên này là gì? 4. Bên này liên quan đến tổng số tiền. Tổng. Tạm thời để như vậy đó. Rồi bên này tôi sẽ sử dụng một cái thẻ thẻ table. Và trên table này tôi sẽ có một TR. TR là hàng. Và trong cái hàng này tôi sẽ có TH. TH là tiêu đề của hàng. Đây. Và thứ nhất tôi sẽ có mã là ID, tên sản phẩm, hình đi. Tiếp tục là tên sản phẩm. Và đến là số lượng, giá. Thanh tên. Ok. Và cuối cùng có một cái nút cái gì đó. Rồi. Tôi copy cái này xuống thành một cái hàng khác, tôi đổi lại cho nhanh. Cái này là tôi là T. Các bạn nhớ là cái công cụ này nó rất là hay. Các bạn chỉ cần đổi đứng trước, đứng sau, đổi theo. Nhưng có nhiều lúc cũng bất tiện. Ok. Rồi, và ta chạy ra, nó ra thế này. Chạy ra hình như chưa ra được. Vì phải build ạ. Ta vừa tạo controller mà. Rồi các bạn chạy, nó ra thế này. Đó, ra. À, cái table này tôi sẽ định cho nó một class
là tây bò. Tây bò để cho nó hiện hiện ra cái đường viền border. Đấy, ra thế này. Và cái này để cho nó hở từ trên xuống dưới, hở đi margin y. Margin y 3. Và đứng ngoài table này tôi cho nó một cái thẻ hát. 3. Thông tin rõ hàng. Đấy. Sau này các bạn làm thì nếu như mà kỳ thì dò hàng đấy mà không có sản phẩm nào thì ta sẽ điền vào thông tin đây. Chưa chọn sản phẩm. Hay chọn sản phẩm. Thì giờ đó chỗ này tôi sẽ điền là mã sản phẩm ở đây. Hình. Được chưa? Tôi sẽ cho nó cái hình thù cái này nè. Đây ok. Là mã sản phẩm, ví dụ đây là 11 hình ở đây ta đặt là IMG SRC rồi xuất phát điểm email public email product và tôi chọn số 1 đi ha. Calat form gì IMG ok. Nhưng khi mà các bạn chạy á, cái đồ rồng của thằng này nó sẽ chiếm rất lớn, do vậy cái đấy tôi khuyên các bạn là nên để style wide 20 pixel. Rồi copy cái này xuống, tôi cho cái hình 50 thôi, 80 đi. Cái hình là 8 nhỉ? Hình là 80. Ok. Vậy khi các bạn chạy lên, các bạn nhìn thấy cái hình thù nó ra đây này này. Đấy, nhỏ nhỏ xíu thôi, các bạn cho to quá thì các bạn kiếm không nhỉ? Không gian. Ok, và tên sản phẩm ở đây các bạn ghi chữ tên sản phẩm là giày 2020 gì đó. Số lượng ở chỗ này ta sẽ sử dụng cái chầu mà có thể thay đổi được số lượng. Thì ta dùng cái thẻ in nhé. In book class. Các bạn cho class là form control. Form control này thì nó rất là rộng này. Đấy. Number. Cái kiểu của nó là các bạn cho là gì? Number min bằng 1, min bằng 0, value không. Khi chạy thế này nó ra. Và ở đây tôi có thể cho gì style cho nó. Tập trung đi mình đấy. Các bạn cho style đây. Why? Tôi cho khoảng là 80 thôi biết sao. Tại sao bị cho why này? Để cho nó đồ rầm của cái thằng này nó co lại vừa phải đây. Yeah, số lượng giá thành tên. Giá đây. Thanh tên, ví dụ số lượng bên kia 2, thanh tên là 4. Sub. Ok. Giờ tôi hỏi các bạn cái khúc bên này để làm gì? Khúc đó để xóa cái sản phẩm hiện tại thôi. Do vậy ở chỗ này ta sẽ đưa một cái icon. Đeo không có đâu. Hình như nó có một cái nút xóa là nút tham. Đây nút này này. Đây copy cái này. Các bạn để cái nút xóa này cuối cùng ở đây. Ok. Cho nó cân dừa thì ở đây các bạn cho class test center. Rồi sau khi làm xong này các bạn copy cái row dưới này xuống cho nó thành nhiều row vào. 3 row đi. Vậy ta đã có được cái màu dọ hàng. Và tất nhiên ở cuối cùng
ở cuối cùng cái này ta nên đố cái gì, đừng có nói đó cho ta, đừng có nói là sẽ nên đố tổng tên nhé, tổng tên ta là trừ cái vấn đề này anh. Ở đây nó có ba cái nút bấm, thường thường nó sẽ có ba bấm, một là mua hay, hai là cập nhật, ba là xóa tổng hàng, xóa toàn bộ tổng hàng luôn. Còn nhớ là ở đây nó có xóa một thôi, đây là xóa từng cái một thôi. Còn đây là gì? Vậy ở đây ta phải thêm một cái hàng nữa vào đây. Nhưng thứ này ta vẫn thấy đi, tôi sẽ thực hiện nhập. Đây, tôi nhập 2-3 ô đầu là 1, 4 ô cuối, 3 ô đầu 4 ô cuối, copan 3 ô và cuối cùng 4 ô. Tổng của chúng ta là có 7 ô. Đúng nhỉ? Được chưa? Cái ô này thì ta đã thiết lập cái chữ mua gì? Mua thêm ha. Deep. À, nhớ là đây ta có thể dùng cái thẻ A nhá, HREF. Rồi. Cái này đây ra thế này thì hơi xấu đúng không, ra thế này hơi xấu thì cái thẻ này ta định cà lát cho nó được rồi, cà lát btn btn sm thôi, nhỏ nhỏ thôi, btn mua tiếp này ta cho info đi. Vậy ở đây ta có được một cái nút bấm ở đây này, nhớ là thêm icon vào nữa là đẹp. Ok, còn bên này thì ta sẽ thực hiện thêm nút gì? Xóa và cập nhật. Ở đây ta cho cái nút này căn ở bên gì? Calat. Test gì? Test right ha. Test right. Và trong này có hai cái nút xóa, thì nút xóa này bản chất của hai nút này là nút bấm. BTN để cho nó cùng size với bên kia, ta cho SM. BTN ở đây ta cho success. Ở đây là cập nhật. Nhớ là thêm icon vào cho nó đẹp nhé. Đen rust. Và đây là gì? Xóa. Nhớ ở trên này là mua thêm ghi chữ thường, thì đây ta cũng nên là gì? Cập nhật. Đấy. Xóa hay là hủy đơn hàng này. Rồi, còn bên này là thông tin thì ta ghi tổng tiền. Tiền vận chuyển. Đúng không? Số lượng hay là gì đó, những cái thứ bên này. Thì các bạn trình bày thêm đây và tất nhiên. À, như vậy là xong chưa? Ta có thêm tình đúng khi ta thực hiện. Thay toán hay đặt mua gì đó. Thay toán hay đặt mua. Thì nó sẽ chạy qua một màn hình tiếp theo. Màn hình này nếu như chưa đăng nhập thì nó lại yêu cầu gì? Ok. Rồi. Do vậy ở đây cái phần bên này các bạn thiết kế thêm nhé. Và tạm thời tôi chỉ ném vào đây một cái nút bấm thôi. Tôi sẽ đưa vào đây một nút bấm thôi. Chú ý, tôi chỉ đơn nút bấm này là nút bấm thanh ý, thanh toán thôi. Thanh toán này nó liên quan đến giỏ hàng. Do vậy các bạn có thể sử dụng là url.action. Chạy đến controller của nó là giỏ ý, giỏ hàng. Còn ở chỗ này là action của nó là thanh ý, thanh toán. Ok. Rồi, do vậy khi mà các bạn ấn vào đây này, ấn vào cái nút thanh toán này này, nó sẽ chạy qua chữ thanh toán. Nó đừng link hay xấu nhỉ. Đừng link nó xấu thì tôi khuyên luôn là không nên đặt đừng link này. Đừng link thì chỉ dành cho trang quản trị thì đẹp thôi, còn trang người dùng thì không dùng đừng link này. Trang người dùng ta dùng đừng link là gì? Thanh toán. Đừng link nó từ gì?
từ tạo. Vậy ở chỗ này rõ hàng thì ta có thêm một cái đường link nữa là gì? Thanh toán. Và đường link thanh toán này ta sẽ sửa lại là thanh nhé. Thanh toán. Và rõ hàng này. Giờ ta hỏi thanh toán là nó nằm trong rõ hàng hay là thanh toán là của những giờ? Thanh toán nó là liên quan gì đến những giờ chứ? Hay là liên quan đến rõ hàng? À, rõ hàng người ta để trong cần cơm nó rõ hàng. Okay. Thực chất để đâu thì cũng được, nhưng để như vậy đề mà không đúng cái chủ đề của nó thì nó không hợp lý. Rồi do vậy đây ta sẽ thực hiện một tạo ra một controller trong giỏ hàng này, ta sẽ copy cái này xuống, ta sẽ thêm cái gì thanh toán, add cái thanh toán này vào. Và cái thanh toán thì thường nó sẽ thể hiện ở dọc hàng, nó thể hiện lại dọc hàng, nhưng không có chức năng cập nhật lại dọc hàng. Nhớ là nó hiện lại dọc hàng và nó hiện luôn những thông tin của tay đăng quản. Và khi ta ấn nút cuối cùng thì bắt đầu có thể thực hiện gì? Link của data bay. Do vậy đây lại là cái này thường thường nó sẽ giống cái bên này. Ví dụ này á, nghĩa là thanh toán thì thường thường á, đây cái thanh toán này bình thường nó xuất hiện tơ tùa thế này, nhưng chú ý những cái nút này không còn này. Những cái nút đây này, nút này không còn nữa. Tại vì ở đây không cập nhật nữa, số lượng này thì cũng không ghi nữa. Mà nó hiển thị luôn số gì? Số lượng vào đây, những cái nút này vứt đi. Đấy, phần bên này vẫn có. Được chưa? Và ở phía dưới này này, ở phía dưới của cái phần giỏ hàng này, nó hiển thị ra cái form. Gì? Nhắc là form. Thông tin trên mạng, thứ hai là tin tức tay nhí, đoạn và những thành phần khác. Ok, thì vừa vụ vẻ ra nhiều lắm, thế nên các bạn tham khảo online nhé. Chưa? Nhưng ở đây ta chú ý này, chú ý này. Để mà thực hiện được cái dọc hàng, thì ta phải cần mấy, để thực hiện được cái chức năng mua hàng này. Chưa? Ta cần phải có mấy màn hình. Và màn hình nào là xuất hiện đầu tiên, rồi sau đó màn hình nào xuất hiện thứ hai, màn hình nào xuất hiện thứ ba. Hình như là trong cái tài liệu chúng ta cũng có một cái trang thể hiện cái này. Là đây thì trang 96 á, các bạn thấy trang 96 này. Đấy. Sơ đồ màn hình nhá. Thấy gì sơ đồ màn hình đó thì đi vào nó vào màn hình này, nó vào màn hình này nó chạy nó màn hình này. Ok. Từ đây là sơ đồ để khi một cái màn hình nó đặc biệt. Chưa? Rồi, ta đã đi ra một số chức năng, tuy nhiên là mua hàng, xem thì hơi bị nhiều nhá. Tìm kiếm thì chúng ta tìm kiếm có hai loại tìm kiếm. Chú ý này. Tìm kiếm ở đây là tìm kiếm gì? Ta bị khẳng định luôn là tìm kiếm này là tìm kiếm gì? Nếu như website của chúng ta vừa cả tin tức, vừa cả được biết và nói là tìm kiếm ở chỗ này là tìm kiếm gì? Chúng ta nói tìm kiếm ở đây là tìm kiếm sản phẩm thì có vẻ không hợp lý. Đúng không? Vậy ở đây ta gọi là tìm kiếm thông tin đi. Vậy ta dùng cái form này ta gọi là form tìm kiếm đi ha. À, nếu như người ta mà gõ cái thông tin gì đây này, thông tin gì đây này? Nhớ là cái này chỉ là công cụ để là nhanh thôi,
Còn khi người ta ấn vào đây một ấn này thì nó sẽ chuyển qua màn hình hiển thị. Yeah. Và tại màn hình hiển thị này nó vẫn xuất hiện luôn icon tìm. Còn có một loại tìm kiếm thứ hai là tìm kiếm sản phẩm. Tìm kiếm sản phẩm thì ta có thể thiết kế thêm một cái gì màn hình tìm kiếm mới, ta gọi là tìm kiếm sản phẩm đi. Được chưa? Và trong tìm kiếm sản phẩm này thì ta chỉ dùng đến sản phẩm thôi. Vậy thứ nhất ta có thể tìm theo giá, tìm theo gì? Ta sẽ tìm theo gì đó. Vậy ở đây ta đang thì bài của chúng ta đang nói là tìm kiếm sản phẩm. Vậy ở đây ta sẽ tạo ra một cái màn hình gọi là tìm kiếm sản phẩm nha. Được chưa? Và tôi cũng nói luôn là bình thường là nếu như mà người dùng có khi nào mà muốn tìm kiếm sản phẩm, người ta chạy đến cái trang tìm kiếm cho người ta gõ từ khóa, hay là ta gợi ý cho người ta một cái công cụ tìm kiếm nó ở trên các tất cả sản phẩm mà. Còn nếu như các bạn tìm kiếm ở chỗ này mình nói là tìm kiếm theo giá thì các bạn bị option này, có option này là chọn theo giá này, là chọn theo tên, được chưa? Rồi, thế thì ở đây ta sẽ sao ta? Ta đi tất cả sản phẩm đi. Tất cả sản phẩm đi. Đừng link tất cả sản phẩm này, ta cũng cút tầm luôn nhé. Và đừng link tất cả sản phẩm thì ở đây tôi copy thêm một cái route tiếp. Đây tôi gọi là tất cả sản phẩm. Và đường link này tôi thiết lập vào right side. Tất cả sản phẩm. Đường link này tôi sẽ thiết lập vào gì? Vào side. Và đây tôi đặt là product. Và đã là vào size thì ta vào size ta sẽ tạo một controller tên là public action research. Và tất cả sản phẩm là đây. Rồi, cái này cũng add view, ta copy view cho nó, add view cho nó luôn ha. À thôi đừng có action research nữa, product ha. Dài dòng quá. Rồi ok. Thì ở đây tôi sẽ add view cho nó này. Cái này làm nhanh nha. À, các bạn sang cái trang trứng chủ là trang sai á. Xuống cái phần mà liên quan đến sản phẩm ở chỗ này này. Các bạn copy cho tôi một cái nhóm sản phẩm ở đây. Các bạn sang product, các bạn ném thử coi nó ra cái gì đây này. Build nó. Nó ra thế này. Wow. Cây nhỉ. Có không ổn rồi. À, nếu như không ổn thì bắt đầu các bạn thiết kế lại chút xíu này. Các bạn sẽ đặt deep class container cho nó nằm tọt chính giữa này. Thứ hai các bạn phải chia cầu nó ra này. Column MD. Ở đây tôi cho nó 3. Dày cái môn này một chặp, nó không khác gì môn thiết kế web này. À, kỳ kỳ sao vậy? Chín.
trên này đi. Tập trung với mày đó. Kỳ kỳ sao nhỉ? À đúng rồi. Không hiểu sao mà cái hình ở chỗ này nó bị không ra đó. À đúng rồi, biết sao không rao nhỉ? Chưa có rao. Chia cầu thì bị có rao. Đấy. Được chưa? Và cái này tôi cho nó là đồ rồng là 4 này. 4 thì đấy tôi sẽ cho nó một loạt sản phẩm ở đây. Các bạn chú ý ở đây tôi sẽ thêm marking button 3. Không một tí nữa nó không ra được. Ok, chạy lại. Rồi, tập trung đi. Đây đây. Mấy cái chức năng của cái thùng này. Khách hàng có thể xem sản phẩm theo loại. Ở đây là tất cả sản phẩm mình đang muốn xem theo loại. Thì ở cái bục này, các bạn phải cho người ta danh sách loại sản phẩm. Người ta gọi là xem sản phẩm theo ý loại. Ok. Và thường thường ta sẽ kết hợp luôn vừa xem theo loại vừa có thể lọc theo giá. Được chưa? Vậy cái thái độ lọc này trên thực tế nó là kỹ thuật tí ký kiến hơn. Được chưa? Vậy tập trung đi. À đây tôi gạt bút sáp, tôi sẽ đưa ra một cái form nhanh nhé. À để mà hiển thị ra cái loại thì tôi copy cái này. Đây. Tôi copy một số cái loại cho nó dài ra. Bỏ cái nút này đi. Chạy thử cái này. Cái trên cùng là chức năng hả? À, ok, để chức năng đó đi. À, marking button 3. Để cho nó hở phía trên ra. À xin lỗi, trên là mất kín nhỉ? Mất kín nhỉ?
Makin top chứ. Đấy. À, khi làm chú ý các bạn có thể sử dụng một cái loài gì mà nó thể hiện được đa cấp. Mà ở đây nó chỉ thể hiện khoảng 2 cấp thôi. Chúng tôi làm nhiều quá mà nên có nghĩa là xuất hiện cấp cha rồi tiếp cho cấp cha. Ở đây nó xuất hiện cấp gì? Con một năm thôi. Vậy do vậy ở đây ta chỉ cần từng này là đủ này. Rồi tiếp theo ở đây ta cần có những cái thứ như kiểu là lọc này. Lọc theo gì? Lọc theo giá này. Tập trung đi. Wow, nó không hở ra luôn hả? Sao vậy? Cái này ở chỗ này là margin. Vậy đừng có để cái margin ở chỗ này. Margin để ở trong cái thằng nhé. Thằng này. Vậy để trong thằng này thì ta để trong nhé. Ok. Để lại. Được chưa? Hở ra chút xíu này. Vậy lọc theo giá thì ở đây các bạn cần có cái khoảng giá. À, giờ thì cái cần giờ các bạn có lòng các bộ giá mà sau này cái giá thì của sản phẩm nó tăng lên thì làm sao? Ví dụ giờ ta lọc giá thì ví dụ giờ dây giờ là một giới 100 từ 100 đến 200 từ 200 đến 500 từ 500 lên đều nó lên đều rồi sau này đôi dây giá gần nhất là 1 triệu thì giờ là vậy khoảng giá mà làm hay là cố định hay là tăng lần đồng lần đồng này có đó phải khó bỏ qua ra được khó làm cái này. Sao vậy ở đây các bạn chọn cho tôi một cái input gì? Input xin lỗi group. Đây. Các bạn đưa cho tôi mấy cái nút này vô. Rồi, ba cái đây. Chờ tôi hỏi các bạn tại sao phải có nút checkbox này chứ không phải radio. Hay là ta có chữ radio. Tập trung đi. Ôi buồn đây, tập trung. Khi mà thiết kế cái form cho các vị hạn định lại là cái này là radio hay là trên form radio. Tại vì giá thì ta có thể chọn cái này hay cái này. À, nhưng màu thì cái này nhớ cuối cái này mà lọc cái màu của cái này được. Tại sao màu được? Vì có lúc ta chọn một chút nhiều màu nhưng giá thì có một cái khoảng thôi. Okay. Không thể chọn hơn khoảng hay khoảng khác được. Do vậy ở đây lọc theo giá cái này sai. Vậy tạm thời cái này tôi đổi lại cái này là theo gì? Theo màu. Và tôi copy cái này xuống một cái nữa. Cái này tôi đổi lọc theo gì? Theo giá. Rồi.
Và nếu như theo giá thì các bạn tròn cho tôi cái nút nút bấm này. À, nguyên nhân mà tại sao mà chị kích vào nút này. Đây, kích vào nút này thì được này. Còn kích vào trừ á thì toàn là ở trên. Nguyên nhân là khi ta kích vào trừ thì thằng này này nó trùng tên với thằng ý. Đây đây, hai thằng này nó khớp nhau này, do vậy đổi lại cái này là 1 thì cái này là 1. Cái này là 2 này. Cái này là 2 này. Cái này là 3 này. Cái này là 3. Bây giờ các bạn nhìn lại này, nó sẽ kích vào tên. Tương tự như vậy, thằng này các bạn cũng kích vào một thằng nữa mà nó chết thằng tên, nguyên nhân như vậy. Ok. Và nếu như mà đề tài nó yêu cầu thay một cái chức năng này, giả sử như kiểu là trong tất cả sản phẩm cái này, tôi chỉ muốn xem những sản phẩm nào mới nhất thôi, hoặc là những sản phẩm có khoảng giá nào đó, giá tăng hoặc giảm đó thôi. Vậy thường thường ở chỗ này này, ở chỗ này tập trung cái đưa chuyển không à, ở chỗ này thường thường người ta sẽ có một cái thẻ H3 ghi tên tất cả sản ý sản phẩm. Và để ý chỗ này, phía bên này người ta có hay có một cái nút hiển thị là một. Ở chế độ hiển thị nó lớn là 2 hay là lít là 3. Okay. Cái này nó cũng yêu cầu nó mà lưu ý là sau này ai mà muốn phát triển thì cũng quét lên để cho mình chú ý thêm mấy cái bấm. Thứ nhất là người ta có một cái clip bóp xuống. Đây, tôi không có định. Tôi không có định dạng nha, tâm mà thường thường nó sẽ có nút select option ở đây. Đấy, người ta có thể có thêm mấy cái option ở đây này. Và mỗi lần người ta kích vào một cái option thì cái list ở đây nó sẽ đồng lại. Nó sẽ order, cái này không phải là where nhé. Khi mà quy vấn cái này người ta phải là order by. Order by là cái tiêu chí. Một bình là chúng tôi sẽ đô theo cái mới nhất lên đầu. Một bình là mới nhất lên đầu, nhưng người ta không muốn xem mới nhất. Người ta muốn xem gì? Giá nhỏ đến lớn đến lớn. Đấy. Nhớ là cái này tôi không yêu cầu khi các bạn làm nhé, là cái này đã biết tên thực tế là cái này là người ta là gì cũng có thể yêu cầu. Tại vì mỗi lần mà yêu cầu thêm một cái là các bạn tăng độ khó lên. Thế mà sau này nếu một ứng dụng mà các bạn không làm được những cái chức năng này thì ứng dụng của các bạn rất là gì? Dạ. Và cuối cùng của cái ứng dụng này cuối cùng là gì? Cuối cùng của cái thằng này người ta gọi là phân gì? Phân trang. Được chưa? Rồi. Vậy đây là những cái trang còn lại thì các bạn từ thiết kế nhá, tham khảo trên mạng thiết kế.
Bây giờ tiếp theo. Ta đi vào đây này, người ta gọi là đi vào trang ý. Trang quận trì. Vậy làm thế nào mà tạo ra một cái trang quận trì được? Thì ta sẽ tập trung đi. 1, 2, 3. Các bạn tạo cho tôi một cái thư mục. Không nói chuyện nữa. Gì nhỉ? Rồi các bạn kích phải chuột vào đây. Các bạn tạo cho tôi một cái vùng. Nhớ là một cái website thì có thể có nhiều vùng nhé. Oh. Sao đây tạo cái gì đấy ta? Kích phải chuột. Add. Vùng. Vùng ha. Nhớ là tìm đến cái MVC vùng. Nhớ là cái visual của tôi nó mới cập nhật lên cái bản mới nhất cho phải nó hơi kỳ kỳ với những buổi trước á. À, các bạn chọn cái vùng, các bạn add, các bạn gọi cho tôi chữ tên vùng là admin. Được chưa? Thì trong cái này nó vẫn có một cái bố cục giống như là một cái trang MVC bình thường. Các bạn tạo cho tôi một cái view. Và đây tôi chọn view. Và các bạn chọn cho tôi mục lấy ấy. Ồ, cái này không được rồi. Các bạn chọn cho tôi cái mục gì? Item. À, các bạn chọn cho tôi cái resort. Chọn layout. Và đây tôi đổi là gì? Admin. Rồi, khi các bạn tạo được một cái layout thế này, bây giờ tập trung. Cái trang này thiết kế hơi bị nhiều đấy. Đây, tôi view cái này lên cho các bạn coi. Chú ý, khi các bạn tạo form. Khi các bạn tạo cái form, các bạn có thể tham khảo ở đường link này cho tôi nha. Tôi gõ đường link luôn để về nhà các bạn xem. Admin. Rồi. Tập trung đi. Đây là cái trang quản trị rất đơn giản. Nhưng mà mỗi lần mà các bạn đi vào một cái chức năng thì nó sẽ hiển thị ra cái dạng lưới. Và khi ta kích vào nút thêm thì nó xuất hiện ra form. Và cái form này các bạn phải thiết kế. Và cái form này thì dựa vào đâu các bạn thiết kế. Nhưng là cái này là dựa vào cái bảng cũng rất là nhiều. Vậy, tôi cho các bạn một cái màu ở đây. Đây là một cái trang quản trị, những cái trang này là trang tỉnh đó, không phải trang đồng không. Và giả sử đây là quản lý sản phẩm, đây là danh sách sản phẩm ở đây. Nhớ là cái thông tin mà các bạn trình bày đấy này, ở cái lưới này. Thông tin trình bày ở cái lưới này thì các bạn thích trình bày cái gì bày, nhưng không nên trình bày quá nhiều. Ví dụ người ta cần thấy giá của sản phẩm, các bạn thay cho cái cột là gì? Giá của em. Giả sử tôi muốn sản phẩm này thuộc loài nào thì tôi cần biết sản phẩm thuộc loài đó loài. Các bạn thích giá thì các bạn thích đưa giá. Giờ thì các bạn thích đưa ra là khi hay gì? Khi hay mà các bạn đào sản phẩm là ngày nào thì các bạn đưa ra. Đấy. Và được chưa? Thứ này, cái này thì không khó, nhưng cái này mới là vấn đề. Cái form này mới là vấn đề. Cái
vấn đề là cái gì sẽ nhập mà cái gì sẽ đồng. Nghĩa là cái gì ta phải thực hiện đi nhập, cái nào ta thực hiện đi đồng. Ví dụ tên sản phẩm có ai đi đồng á? Nội dung chi tiết của sản phẩm này không ai đi đồng hết, nhưng loài sản phẩm này không ai đi nhập hết. Và nhớ là ở trong cái form này, cái giao diện này, thì tôi nói nha, cái giao diện này nó có một cái điểm khác với cái mà của chúng ta làm. Đó là cây này tôi đưa là số lượng giá khuyến mại, còn cây của chúng ta làm thì tôi đưa theo dạng này. Ở bên này là thông tin sản phẩm, gồm tên sản phẩm, chi tiết sản phẩm, sale, loại, giá này là giá bán, giá ta gọi là giá trưng bày đấy. Còn nếu như anh nào mà có muốn có giá sale thì các bạn sang bên này. Tab thứ hai nó có mục là giá khuyến mại, ngày bắt đầu khuyến mại, ngày kết thúc ký khuyến mại. Đấy. Ta vừa đăng sản phẩm luôn, thêm giá khuyến mại luôn. Được chưa? Đấy. Và chú ý này, hai cái trường này, hai cái trường khuyến mại này này, mấy cái khuyến mại này là không cần bị nhập. Tại sao không cần bị nhập? Tại vì sản phẩm đâu nhất thiết phải khuyến gì mà. Còn giá này là giá trưng bày này. Giá này là giá trưng bày này. Còn giá này là giá khuyến mại này. Được chưa? Và tất nhiên khi mà các bạn xử lý ra cuộc thì giá khuyến mại các bạn nhập sao thì nhỏ hơn giá gì? Giá bán. Còn ai là nhập lớn hơn là gì? Thứ hai là cũng không nhập về không. Và khi các sản phẩm không có hai thì nhập về gì? Không đồng. Được không nhỉ? Được. Ngày mai tăng tham rồi. Cái gì? Không tham. Nhưng mà khi tăng cái xin dưới em không? Tăng xin dưới em không? Và cái ô này, giờ hai cái ô này là hai cái ô để đưa vào cái ngày bắt đầu trên bài và ngày kết thúc trên bài. Và tất nhiên ngày bắt đầu phải là ngày nhỏ hơn ngày gì. Và chú ý khi mà ta nhập hai cái này, ta phải nên sử dụng công cụ tròn ngày, chứ không nên từ nhập này. Tại vì khi mà ta tròn ngày thì ngày đó nó luôn đúng, mà ta nhập ngày thì nó sẽ có khả năng gì. Được chưa? Đó là ở đây ta sẽ sử dụng những cái công cụ như vậy. Và tất nhiên cái công cụ này đối với Windows Form thì nó khác tí web nhé. Windows Form nó khác web. Nó không có sẵn đâu. Được chưa? Hình như là trong HTML nó có. Em để ý như vậy. Tôi cũng nói luôn. Tôi cũng nói luôn là do chúng ta là từ thiết kế và mỗi cái thứ thiết kế các bạn tạo cái này ra đều phải có nguyên nhân để sau đó cho. Do vậy những cái thứ mà các bạn đi lấy ở trên mạng về hoặc là các bạn xem cái gì tham khảo từng link của tôi, các bạn phải hiểu được tại sao. Do vậy cách tốt nhất thì giao diện của chúng ta không nên, chú ý nhé, giao diện của chúng ta là không nên đi đâu nào. Cái giao diện của tôi ở đây này, cái giao diện ở đây này là giao diện này tôi lấy trên mạng về. Cái giao diện này hiểu chưa? Còn cái giao diện này thì tôi tự build. Và chiều nay có một cái lớp nữa thì tôi chuyển sang làm cái này. Còn lớp chúng ta không có gì làm cái này. Các bạn có gì các bạn sẽ xem cái video của lớp chiều hôm nay để làm cái gì giao diện nhé. Được chưa? Rồi buổi sau chúng ta chuyển sang con viết bản lời.